Giờ chúng ta cùng đến với lại trận đấu giữa Navi và Newbie. Khá là thông minh đấy. Vẫn chúng ta thấy được Navi đã có IO với Geocopter Magnus combo này khá là bá. Nhưng về late thì trừ khi máy bay có lượng đem lớn ra thì chắc chắn là khó kết thúc được các thành viên của bên phía Newbie nếu như họ trâu lên. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Đây cũng là, thật ra đây cũng là cái mình cũng phải rút kinh nghiệm. Các giải sau sẽ cố gắng để có thể vào lobby cast vé, quay lại cái thời kỳ cast vé thấy hơi đau đầu. Hey. 10 seconds remaining. Navi với việc Magnus cho Dandy limit thì IO với Geocopter có vẻ như sẽ đi top với Skymer support luôn rừng. Bên phía Newbie có Death Prophet limit, Spec sẽ farm chính, Barrier of the Off. À, mình thì không ngại bởi vì mình đã nói với lại bên Beyond the Summit rồi. Mình đã nói bên Beyond the Summit rồi nhưng mà tại họ không thể giúp được tại thời điểm này khi mà đã quá sát giờ. Đúng ra thì các giải đấu thì mình thường liên hệ sớm khoảng tầm nửa tháng hoặc đến một tuần gì đó. Nhưng mà có một số giải thì muộn và muộn thì chấp nhận thôi. Vâng, Queen of Pain. Queen of Pain, vậy thì Magnus dành cho Phoenix đi off. Dandy sẽ cầm Queen of Pain đi mid. Magnus đi off cũng bình thường mà. Magnus đi off cũng là cái bình thường mà. Đâu có phải là gì bất ngờ đâu. À, anh Quy có lag không? Mình không lag, các bạn có bị lag không? 5 seconds remaining. Mình không bị lag. Prepare for battle. Giờ các bạn xem như mình thì có bị Abaddon không á? Tại sao mẹ bạn lại bị Abaddon? Abaddon là chỉ tính những người đang chơi quýt thôi chứ đâu có tính những người đang xem quýt đâu. Mình quýt thì đâu có ai quan tâm đâu. Thật ra chúng nó cũng chả để ý là có người xem hay không. Abaddon là để chỉ những người đang chơi quýt ấy hoặc away from keyboard ấy. Lúc này thì với việc cắm mắt sớm như thế này có lẽ là Navi sẽ lùi lại thôi. Thật ra thì với cái việc dùng vâng, vậy là có vẻ như Dandy sẽ cầm Dandy cầm Magnus để cho Queen of Pain đi off. Vâng, hai con này thì đều đi off được rất là thoải mái. Mình nghĩ là Rubik trận này sẽ có khả năng cướp được ulti của Magnus hoặc ulti của máy bay rất là lợi thế. Rồi lại có một bạn nữa hỏi về Titan của Malaysia. Titan của Malaysia. Team Malaysia và team Titan có chuyện gì thì lúc này không còn tự cái đội hình đấy của Titan nó chỉ còn một mình Yamate thôi. Cái chuyện này thì tự nói mình bọn mình nói chuyện từ sáng với nhau rồi.
ngồi chém gió nhau từ sáng giờ cái vụ đấy rồi, thì mình có nói là mình thì mình thì trước giờ mình rất là có tình cảm với lại Mushi, với việc anh luôn luôn try hard cố gắng để có thể vô địch thế giới, nhưng mà sau cái vụ này thì mình cũng không có đồng tình lắm với lại cái cách làm của các đồng đội của Mushi. Chứ mình cũng không biết là Mushi có nói, chắc chắn là Mushi phải tác động vào rồi thì mấy anh kia mới tự dưng quit hết Titan ra, để lại Yamate lẻ loi một mình ở team Titan. Thì cái và kể cả quản lý của team Titan hiện nay cũng bỏ luôn và chắc chắn là đi theo để quản lý team Malaysia, lúc này chưa công bố nhưng điều đấy là điều chắc chắn. Và lúc này thì Yamate một mình 1 cộng 5, có nghĩa là cộng thêm cả một quản lý là 1 cộng 5 ở Titan. À, bạn có vé mà bạn không watch được in game là bạn cảm thấy bạn hơi chua lòng đúng không? Mình sẽ chỉ cho bạn một cách như thế này. Mình cũng mới được một bạn ở trên kênh chat chỉ thôi. Bạn vào một cái giải bất kỳ, bạn vào một cái giải bất kỳ mà có Na'Vi đánh trong thời gian gần đây ấy, bạn ấn vào profile của nó và bạn ấn watch game. Ở phía trên top Bad Rider với lại Queen of Pain có lẽ là sẽ không có điều gì đặc biệt xảy ra khi mà Queen of Pain đứng rất là ôm trụ khá là chặt, và đặc biệt là có Blink nữa. Nếu như chỉ cần quá mạo hiểm và trụ bắn Bad Rider quá đau thì Bad Rider có thể sẵn nằm. Vâng, sáng sớm ngoài ra có 1.000 bạn đây. Thì không biết là các bạn đã ăn sáng chưa, chuẩn bị đi học hay chưa. Giờ này Việt Nam chắc gần trưa rồi. Các lớp đại học thì chắc là K1 thì chắc là cũng đã gần kết thúc, K2 thì chuẩn bị bắt đầu. Hào lúc này đang farm được đến 7 con, so với lại Hervos chỉ có 4, mặc dù Hervos tay dài. Ở đây thì có lẽ là sẽ không có điều gì đặc biệt xảy ra đâu, trừ khi mà cả Sunshine và Banana cùng burst một thằng. Chứ còn tại thời điểm này thì hai bên chỉ là lua nhau thôi. Chúng ta thấy là cắm hai cái Sentry nhưng không có Sentry nào tới được một cái mắt ở khu vực rất là nhạy cảm như thế này. Chúng ta thấy được là cắm mắt ở đây chỉ để nhìn một khoảng rất là nhỏ ở đây thôi, cùng với việc block cam, nhưng như thế đã là quá đủ rồi. Đúng ra thì việc watch game như thế này ấy, có một cái lợi thế so với việc ở in game lobby. Các bạn biết đấy là gì không? Đấy là việc tua được lại. Đấy là một cái mình không hiểu vì sao, cũng là một cái xem ấy thì nó đã có dữ liệu sẵn rồi, mình chỉ việc tua lại thôi. Còn ở trong khi mà cast trực tiếp ấy thì không tua được lại. Đấy là một cái rất là bất lợi của những người cast lobby. Nhưng cast lobby được cái là sẽ không bị miss lobby chẳng hạn, không bị kiểu delay hay là bị những cái vấn đề như thường thường như này. Mình thì lâu lắm rồi mình mới cast vé kiểu này nên mình cảm thấy cũng rất là khó chịu khi sáng này nó không lên vé chẳng hạn. Chiều nay có giải Scenery nữa nhưng chắc là mình sẽ theo giải WCA này và để cho Mon cast Scenery. Mình một nhấc. Vâng, đã link vào rồi và chạy đi. Mình sẽ không thể chạy quá nhiều giải được, mình sẽ đuối mà. Riêng ngày hôm nay là có đến 4 trận. 4 trận Boba. Có nghĩa là tầm 12 trận. Mình đánh là đánh đến tối luôn, mà như thế thì mình sẽ không đủ sức để cast giải khác nữa. Scenery bình thường thì buổi chiều mình cast với các bạn nhưng mà ở đây Mu đang farm khá xanh. Như các bạn thấy được là 23 lá xít và hoàn toàn owning cái land này. Dandy có vẻ như là Dandy đang đánh bắt đầu đuối dần ở mid so với lại các tay chơi trên thế giới. Nếu như các bạn theo dõi nhiều giải gần đây bắt đầu cảm thấy cái sự đuối của Dandy. Có một cái sự đuối nhất định. Nó không owning như trước nữa, nó không có cái sự tự tin như trước nữa. Các bạn lại kêu bị lag, từ phía mình thì không có lag ra gì cả. Không biết là các bạn đã còn bị lag nữa hay không, mình thì không có lag ra gì.
Và một pha ăn ba rất là khéo của Dendy. Sắp có giày mana rồi. Riêng Magnus thì lên lên giày mana hơn là lên giày cheat. Và một pha slow nối lại. Liệu có được hay không? First blood. Magic stick lên. First blood rồi, nhưng rất có thể cũng phải trả giá mà carry, nhưng không sao cả. Rất có thể sẽ là double kill nếu như còn pha burst nữa, rất đáng tiếc là cooldown lại không kịp. Một đó là một tình huống first blood khá nhạy cảm. Không có Rubik ở đấy, chứ nếu như có Rubik ở đấy thì có lẽ là sẽ bị first blood ngược. Rubik đang tranh rune top. Ôi, what the... Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, Phoenix. Có lẽ là anh bị slow trong tình huống vừa rồi, nên là cái pha quay người hoặc là giật mình hoặc thế nào đó. Vâng, Phoenix... vấn đề vô cùng đau đầu. Dire's middle tower is under attack. Một nhấc, một ném ra phía sau, vẫn đang cố gắng dí theo. Không có rune này đặc biệt để có thể dí được theo rồi. Trong khi đó thì rune bot lane Lucian đã được EO ăn. Và các bạn mình muốn tua lại để xem Phoenix bị cái gì đúng không? Ok, mình cũng sẽ tua lại các bạn xem Phoenix bị cái gì. Đây Phoenix ở đây Robby còn khá là nhiều máu, còn pha bay lửa. Nào, đó là pha misplay, đơn giản là chỉ là pha misplay thôi. Một pha dự đoán tình huống sai misplay thôi chứ chả có cái gì. Chả có cái gì ấy. Tự anh ấy như vậy thôi. Tự anh ấy quyết định làm như vậy thôi, không có bất kỳ cái gì cả. Và UT. Chúng ta thấy là cái sự quyết đoán như thế nào. 10 giây của trước chúng ta thấy là rất đơn giản. Không hề có bất kỳ một tình huống lỗi nào, rất đơn giản. Một slow, một ulti, một vẩy. Trong khi đó thì Havos vẫn farm bot bình tĩnh. Ơi các bạn tránh cãi lộn. Chúng ta đi xem game nó cũng giống như bóng đá vậy, chúng ta xem bóng đá bởi vì bóng đá nó hay. Chúng ta không cãi lộn làm gì cả, tranh luận làm gì cả. Mỗi người có một cái sở thích riêng, mỗi người có một cái ý kiến riêng. Nếu như mà ai cũng thích giống nhau thì chết dở. Sẽ luôn luôn có tình trạng threesome. Mình muốn là mình chỉ có một người yêu thôi, không ông nào thích người yêu của mình cả. Ở đây thì Spectre cũng đang farm khá là hơi vất vả với Havos hiện nay, khi mà Havos đang lấy skill bắn lan, vừa farm vừa harass rất là khó chịu. Hao, nếu như mà Hao không lên Bracer hoặc là Vanguard trận này thì mình nghĩ là hơi mỏng. Nói chung là bên phía Na'Vi họ có cái lượng burst dam burst dam theo kiểu Zolo một combo rất là mạnh. Nên là cần có đồ máu, ít nhất là có đồ máu để có thể trụ combat, trừ khi mà anh kiểu như là cố gắng né combat ra đi farm lẻ thì nó hơi khó khăn trận này khi mà có EO relocate. EO relocate thì cái việc farm lẻ ấy nó không hề dễ dàng chút nào khi mà máy bay có thể ra ulti và burst dam rất là nhanh. Tại sao Puppy lại không ở lại hả? Thật ra thì nó không hẳn nằm ở Puppy. Như các bạn đã biết thì Kuroki và Havos không có cái mối quan hệ tốt đẹp với nhau cho lắm. Và khi mà trong team nó tranh luận ấy thì kiểu gì cũng sẽ có người này bênh người kia và có cái suy nghĩ nó giống nhau, và khi đấy thì nó sẽ có cái sự khác biệt về cái góc nhìn. Vâng, đang có rune hết. Ulti luôn rồi, không kịp nhấc trong tình huống vừa rồi, hơi chậm tay. San Sheng có lẽ là hơi giật mình trong tình huống vừa rồi. Mèo kẹo lắm, mèo.
vấn đề gì tí em đang giải quyết. Vâng, ở đây có ulti luôn, cũng không chết, đang có rune hết, khá là tự tin. Vâng, có rune V. Hai bên đều giật mình tình huống vừa rồi, pha ulti xuống rất đáng tiếc là không thành công. Vâng, bắp đem rồi, câu fit, có lẽ sẽ không có điều gì xảy ra cả. Chúng ta cùng quay lại khoảng 10 giây để thấy được cái tình huống hổ báo vừa rồi của Queen of Pain của Phoenix. Lần này thì ulti trúng, làm combo cũng chuẩn, nhưng rất đáng tiếc là lượng đem lại không đủ. Chỉ còn chút xíu máu thôi thì... chỉ nói chung là tất cả mọi thứ đều chuẩn xác, chỉ là nó không đủ đem thôi. San Sheng vẫn level 4 và khá vất vả. Vâng, slow miss. Ôi, thật là tiếc, quả đấy mà slow chuẩn thì có lẽ là đã đủ đem. À, cũng sắp có level 6 rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Và nếu như các bạn có bị lag giật thì các bạn cứ bảo mình. Lag giật gì thì mình restart stream. What the fuck? Có những tai nạn bất ngờ mà mình không biết vì sao. Mình cũng không biết vì sao có những tai nạn như vậy. Mình cũng không muốn bị offline đâu các bạn. Nhưng mà khi nó xảy ra thì mình sẽ phải làm gì, mình chấp nhận thôi. Thì tai nạn bất ngờ như vậy. Talk TV hứa với mình là 2 tuần nữa sẽ có server mới. Những lời hứa mình sẽ luôn luôn chờ, mình chỉ có chờ đợi mà thôi, chứ biết làm sao được bây giờ. Nếu như bây giờ mà Bad Rider muốn bắt ai đó thì khá là nguy hiểm. Nên nhớ rằng là tại thời điểm này cái lượng đem burst của họ là không tốt vào bên phía Na'Vi. Ok, bay ra. Wow, Dandy đã bất ngờ trước. Vâng, nhưng mà lại không sao cả, có lẽ là sẽ ok rồi. Một pha ulti ra và có lẽ là mọi thứ đã quá muộn màng. Ulti của Spec cùng với lại ui bá thế, bá vãi trưởng. Vâng, ở đây có một câu fit. Vâng, đang có burst em ra, liệu có một pha dagger hay không. Không có dagger thì khó là mà kết thúc được. Cố gắng chạy lên rồi, một dagger nữa thì mới kết thúc được. Một dagger là quá đủ. Kè ôi. Vâng, trong khi đó đây thì Bad Rider cũng đã bị kết thúc. Còn pha Silent cũng cố gắng chạy theo. Queen of Pain có Blink, chắc chắn là sẽ không sao rồi. 35 Na'Vi vẫn dẫn hai mạng. Ulti của A và Spec phải nói là đã nhìn thấy. Thôi bỏ chạy còn gì nữa. Có sự xuất hiện của Io và máy bay. Lại là ulti ra của A. Đừng nói với tôi đứt linh trăng. Vâng, ulti của cả Death Perfect. Thôi xong rồi. Đưa Hervos về nhà. Thế còn Dandy, Dandy vẫn còn sống. Và cả Queen of Pain cũng vậy, còn chút xíu máu thôi, còn bán rất hay. Spec ôi lại quá hổ báo. FNG vẫn có một cái sự non ở đây. FNG vẫn có một cái sự non ở đây so với các thành viên của bên phía Na'Vi. Còn mong là combat vừa rồi các bạn không bị lag giật gì cả. Các thành viên bên phía Na'Vi đang cho thấy một cái lối đánh rất Na'Vi. Đang có bay lửa. Có ulti không? Cái đùa ấy. Rapid. Và Rapid có một pha xử lý cũng rất là Rapid trong tình huống vừa rồi. Anh ngáo từ ngày về newbie thì anh ngáo đây không phải lần đầu tiên, giống như kiểu đình công để cố gắng xin thêm lương vậy. Bây giờ thì đang bị rep ngược. Pha ulti ra của máy bay trúng được phát đầu, nhưng có lẽ là phát thứ hai chỉ cần bắn thôi. Ở đây vẫn không kéo, trong khi đó thì Hervos la lên như một vị thần. Hervos đang la lên như một vị thần và không ai làm gì được.
Bad Rider vẫn còn giữ ulti. Radiant's top tower. Dandy đã móc sau. Cái trụ này là trụ của Spec có ulti và A cũng vậy. Không biết là họ cũng muốn đép cái trụ này không. Spec lên trống, không làm ngoài dự đoán, chắc chắn phải thêm đồ máu rồi. San Sheng chưa lên level 6. Rất khó. Rất khó tại thời điểm này. San Sheng hoặc Bad Rider, bất kỳ ai mắc nét chuyển Blink xuống một pha combo thôi là sẽ có vấn đề. Bày giá lần này thì đã bay được, kéo được rồi vào trong ulti của A. Một pha nhấc lên và câu fit luôn ném vào khu vực. Ở bên này thì Magnus đã nằm xuống rồi, nhưng máy bay lao vào như vị thần phá hú nữa của Queen of Pain đến từ Phoenix. Cả Bad Rider cùng với Rubik đã nằm xuống rồi. Ulti của A không giúp ích được gì nhiều lắm ngoài việc giết được Dandy. Pha combat vừa rồi thì Spec cũng đã ulti nhưng cũng không có lượng đam lớn. Trong khi đó thì với rune Invi, Phoenix. Wow. Rất tự tin. Such a little death. 12 năm rồi. Và gần 8.000 vàng chênh lệch cho Na'Vi. Vâng, Hào sẽ lên cả Vanguard luôn. Có khi cũng không hẳn là lên Vanguard đâu. Có khi là chỉ lên một cái để tăng máu thôi. Đến lúc này thì Dandy cùng với lại Phoenix là những tay chơi khá nổi bật của bên phía Na'Vi. Hervos cũng là một Hervos trên máy bay cũng đang thể hiện tốt. Radiant's bottom tower is under attack. Oh, what the fuck? Ông nào chui vào... Ông nào chui vào lobby ạ? Thằng nào chui vào lobby sao phải chết đâu này? Thôi! Lại drama rồi! Không, mình nghĩ là à, đã chết rồi, bên phía bên này pha combo đơn giản thôi. Online bị off. Cái đầm mà. Vâng, ở phía bên này đang cố gắng đuổi thấy Io nằm xuống khá nhanh. Trong khi đó thì với BKB lúc này Hervos đang rất bá đạo. Mở ulti lên, lock được mình lên rồi. Liệu Dandy có chết hay không? Dandy không chết thì ở đây Sky Mage sẽ burst đem ulti xuống. Tiếp tục pha slow. Hào không hề có bất kỳ một pha đẩy. Đẩy ngược phía sau. Tom Hawk cắm thẳng đầu burst đem ra. Tom Hawk đang đuổi theo ulti nhưng không hề chính xác. Đó là Dandy đã nằm xuống rồi. Trong khi đó thì Tom Hawk vẫn cắm đầu. Liệu có giết được không? Ơ, thằng này thằng nào ấy nhỉ? Thằng Tun này là thằng nào ấy nhỉ? Radiant's top tower is under attack. Thằng Tun này là thằng nào cứ chat ố nhỉ? No! Ở đây thì Sky Mage cũng đã bị Rabbit ra đốt lửa chết. Thằng Tun là thằng nào ấy nhỉ? Khó chịu vồn. Nó có pass vô rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Cái giải này admin lại Sida rồi. Queen of Pain rất tự tin đi ra phía sau. Bị hack lobby rồi nè, nó cố tình nó vào nó troll rồi. Nó cố tình nó vào nó troll rồi. Một trận đấu hay nhưng mà đang bị ảnh hưởng bởi một anh Nga ngố ở đó. Mình nghĩ là Nga. Mình nghĩ là Nga thường ở mấy cái vụ vào lobby này.
cái fucking mình thì không tắt được cái chat này bởi vì chat này là chat ô. Dire's top tower is under attack. WCA gặp vấn đề rồi. Vâng, anh bốn không thể chịu. Anh bốn là Roshan, không phải cứ nói nhiều. Quả này thằng anh chat bảo Navi là Roshan thì mới là hài này. Quả này mà nó chat bảo Navi là Roshan thì mắc hài luôn. Ulti của A đang bay ra. Ulti của A đang bay ra. Bốn thằng thấp máu. Bốn thằng thấp máu. Ulti của Spec bỏ chạy hết. Ây da, đau đầu phết nhờ. Đau đầu phết đấy. Dire's top tower is under attack. Ăn được Roshan. Roshan has fallen to the Dire. Vâng, Mu không có nhiều tiền thì cũng mới gãy lốc rồi. Tôn là thằng ấy hết à, không biết. đúng là Nga thật. Đúng là Nga thật rồi. Admin ấy làm gì được. Dire's middle tower is under attack. Fail lobby rồi. Fail lobby rồi. Không phải một mà là hai luôn. Thằng nào để lộ pass ấy nhỉ? Không phải là một mà là hai luôn. Không. Cái giải WC2 này gần 500.000 đô mà cuối cùng không khác thì một cái lobby của hai thằng. À, gửi ra phía sau ulti luôn. Burst em ra. Vẫn kịp. Why? Lại kiểu lúc invisibility. Không, mình không vào lobby giải này. Mình xin muộn, sáng nay mình mới lên thì không ai giúp được cả. Nó cố tình tra rồi, bọn này là nó cố tình. Đặc biệt là Nga rất là giỏi cái này, không hiểu làm sao nó rất là hay hack được pass. Cái này không phải là chỉ có một giải này, cả Starladder mình từng gặp rồi. Starladder, Beyond the Summit, rồi HyperX. Mấy lần bị dính rồi, mấy thằng Nga. Mà không hiểu nó làm kiểu gì được. Một số giải như là HyperX chẳng hạn thì toàn là caster chuyên nghiệp, toàn là caster lâu năm rồi. Việc lộ pass là việc rất là hiếm khi xảy ra. Gần như là không bao giờ xảy ra được. Thế nhưng mà nó vẫn vào được. Đổi pass rồi nó vẫn vào được. Đấy là một cái rất là giỏi. Có thể nó hack Skype. Skype conference Skype chứ không phải là một pha burst xem ra. Chứ không phải là hack từ màn hình stream. Radiant's bottom tower has fallen. Chết rồi. Lại free Hồng Kông. Đây là team Trung Quốc đánh bay khán giả đang xem trên màn hình trực tiếp lại đang free Hồng Kông này nọ rồi. Vâng. Robby đã kéo thẳng Daddy nên nhớ rằng là Daddy bị silent burst ra, Daddy vẫn còn sống. Daddy có ulti, vâng, DG vào liệu được về kịp hay không? 8 giây nữa ulti luôn. Liệu có kịp hay không? Ulti lên rồi. Mở BKB đến từ Phoenix và mặc dù vậy Bad Rider vẫn ra và có khả pha lướt lửa. Một pha nhấc lên. Liệu có chết hay không? Một chút xíu máu nữa thôi. Vẫn còn. Ở đây một pha đánh cuối cùng. Đó là cái Aegis. Robert đang thể hiện được cái trị giá 100.000 của mình. Đã sẽ tele về. Một tình huống combat hơi lộn xộn. Và Magnus của Dandy lại chết rất nhanh. Hỏng rồi. Cái giải vỡ mồm rồi. À, bây giờ thì ok, giải đấu WCA này có lẽ là mình sẽ cash qua vé toàn bộ luôn. Radiant's middle tower is under attack. À, mình cảm thấy có vấn đề gì đó này. Có vấn đề gì đó thì ngay trận đầu tiên đã bị dính cái này. Bây giờ mình tốt nhất là kiểu như nó đang cáu, đang khó chịu sẵn. Tự dưng có một ông ở đấy vào hỏi với cho ta vào lobby được không. Có khi nó ghét luôn đấy chứ này. Tốt nhất là mình không nên kiểu nhây như vậy.
mình nhìn thấy nó đang có vấn đề, tốt nhất là mình không nói gì cả. Thông cảm cho nhau vậy. Look at Lizard, he's better than that. Dạ mấy người nhây thật. Nó nhây vãi đái luôn đấy. Kiểu nó không chịu dừng lại mà. Trừ khi hết trận này may ra đổi pass thì may ra. Các bạn nghĩ xem nếu mà đã cố tình vào troll như này rồi. Ever Bulldog, you're my favorite player. I love you, Ansenzi. Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. Không làm gì được. Đang trong lobby trừ khi ra remake. Có vấn đề gì đấy. Một, mình không biết chính xác là vấn đề là gì nhưng mà thôi được rồi, giải này làm qua vé vậy, quyết định là như vậy đi. Các bạn thông cảm cho mình. Có một số giải sẽ phải làm qua vé vì nhiều lý do. Cái này các bạn phải hiểu là không đơn giản chỉ là remake và save game rồi load. Bởi vì load là hên xui không load được là cái thứ nhất thôi. Cái thứ hai nữa là nó không chính xác cái thời điểm này. 26, 27 nó sẽ là 26 hoặc là 25, 50 gì đấy. Và với các pro player thì các bạn nghĩ xem Navi giờ họ có muốn remake không? 12.000 vàng chênh lệch 6 mạng dẫn. Mang cái King 3 được lên cho đến Andy rồi. Hút máu. Spec còn chưa có Radiance. 30 phút. Các bạn nghĩ Navi có chấp nhận remake không? Kể cả cái thằng kia nó bảo là Navi shit hay là hờ vỗ đâm hay là cái gì chắc nữa. Nó chả có the remake. Radiant's middle tower is under attack. Vâng, phà bay vào. Còn chết khá đơn giản. Anh Tứ có lẽ là sẽ cáu rồi. Mặc dù thọt nhưng mà mega kill. Anh Tứ chắc chắn sẽ cáu rồi. Mất cả trụ này. Spec Radiant rồi. Tỏng rồi. Mặc dù team dẫn 5 mạng và 10.000 vàng nhưng mà người Trung Quốc cầm spec mấy con hard carry mà họ đang xanh như này chưa kể. Vâng, chúng ta sẽ quay lại một chút xíu xem là Io đã vì sao lại chết. Vâng, Io đang ở đây. Vâng, Io đã dùng ulti đi ra, bây giờ phải quay lại thì chết thôi. Cái len thấp này chính ra lại có lợi thế cho Hao, bởi vì Hao hoàn toàn có thể farm thấp mà rất là an toàn, farm gần trụ mà không cần phải lên cao. Và sau khi có được Radiance thì Spec sẽ farm lên rất nhanh, sẽ là Hurt, sẽ là Black Bedmail này nữa. Free Shanghai. Cho chính trị là không vui rồi. Wow, cho chính trị là không bao giờ vui cả. Thật ra dùng từ cho chính trị là không đúng. Đã là liên quan đến chính trị thì không có cho. Ở đây Bad Rider sẽ lên cho mình BKB và không còn xa nữa. Pha combat mid này mà Navi mất khoảng 3 người là trận đấu sẽ về thế cân bằng. Chỉ cần mất 3 người thôi, một pha combat tiếp theo. Dire's top tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Bad Rider ăn được trụ top khá đơn giản, không có một ai def cả. Đấy là cái vấn đề mình nghĩ là hơi
bỏ trụ top tại thời điểm này để ăn con Roshan để cố gắng end game, nhưng chúng ta thấy được cái lượng vàng chênh lệch nó kéo xuống dưng rất là nhiều trong cái khoảng thời gian qua khi Spec đi farm ăn được mạng, ăn được trụ. Ulti vào của A có lẽ sẽ không có vấn đề gì đặc biệt xảy ra khi mà Roshan gần chết như thế này. Ulti của Spec có Radiance. Ui ôi, phạt dagger gần chết. Yo gần chết trong tình huống vừa rồi. Vâng, A đang cố gắng này lên trượng xanh. Ulti hài quá đẹp của Dandy, và bây giờ là ulti cả của máy bay, cả của Queen of Pain nữa. Quá đẹp. Có mắt ở trên này, Dandy đã có pha ulti phải nói là đáng nể trong tình huống vừa rồi. Death Prophet đã có cho mình BKB. Bay ạ, bay lửa. Nhưng bên phía newbie cũng thể hiện được. Bên phía newbie cũng có một tình huống tương tự rất hay. Vâng, mở BKB lên cắn. Ôi liệu có chết không nhỉ? Đang bị silent, không ra được skill gì cả. Hervos chết rồi, Io đưa về nhà thôi. Thế mới biết được là Piu là điểm lành cho các giải. Piu và các giải là có mấy khi bị cái vấn đề đâu. Chắc không chết. Io đưa về. Ơ à, đang BKB thì không được. What? Nhưng mà what? Quá con vậy, what? Mình không hiểu lắm. Mình không hiểu lắm những tình huống vừa rồi. Middle tower is under attack. Mình không hiểu lắm tại sao mà Io lại không đưa về những tình huống vừa rồi nhỉ? Io có ulti mà. Thế là hóa cờ rồi. Vâng, bây giờ chỉ còn có khoảng hơn 4.000 vàng chênh lệch thôi mà Spec led như thế nào chúng ta tự hiểu. Ủa, bây giờ có cả vụ fair play nữa hả? Kiểu như là nếu như mà bên kia có vấn đề gì thì chúng ta sẽ đá bóng ra biên đấy hả? Ok, hay đấy. Fair play ấy hả? Có là pau thì chắc chắn là sẽ chết luôn đúng không? À, hóa ra là như vậy. Cũng hay nhỉ, giờ biết đấy, fair play à? VV hả? Spec bắt đầu bá đấy. Spec mà lên Spec BKB á. Spec lên BKB làm gì nhở? Spec lên hot hay hơn nhiều. Hút máu cuối được lên cho anh Tứ. Bad Rider bay. Bắt được Queen of Pain không khi mở BKB. Ulti là của A đã được đưa về nhà thì phải. Một pha ulti đẩy lại. Vâng, chết ngay Death Prophet cùng với lại cả A. Death Prophet không ra được ulti, trong khi đó thì Spec cũng đang phải chạy đi. Spec đang bị Tomahawk cắm đầu, Rubik cũng đã nằm xuống rồi. Spec chắc chắn là không thể chạy được rồi. Tomahawk đang đuổi theo Spec không thể chạy thoát được. Chắc chắn là Spec sẽ nằm. Spec cố gắng đi xuống dưới rồi.
Vâng, Tomahawk cắm thẳng đầu rồi. Một hit nữa thôi. Dandy ra đi lên. Không phải, không phải, đó là Dandy. Đó là máy bay. Ơ, đã đi vào mặt rồi. Dandy, một pha burst nào. Team wipe. Team wipe rồi. Team wipe cho tình huống vừa rồi. Death Prophet đã không kịp sử dụng ulti vào bất kỳ một cái việc gì cả. Hạ 13-15. Quá hay. Radiant's middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower has fallen. Death Prophet đang lên đổ máu. Nếu như với cái lượng đồ hiện nay thì mình nghĩ là máy bay của anh Tứ có thể một mình cân 5. Lượng đồ hiện nay là rất là ok rồi. Mang kỳ hút máu cuối Yasha. Lượng thường thì máy bay lên từng đây đồ là thường là 90% là chắc bài đấy. Trong khi đó thì spec bây giờ cũng đã có cho mình BKB. AA không còn... có thể gần được, cũng không thể kiểu như là cố gắng farm chuyện xanh trong thời gian gần được. Ít nhất là phải khoảng 15 phút nữa, 15-20 phút nữa. Mà khoảng thời gian đó thì chắc chắn Na'Vi sẽ chơi pressure. Nếu như mà well, Phoenix very fun. Mình tin chắc là chả quan tâm mấy vấn đề chính trị khi họ đang đi đánh tiền mấy trăm nghìn đô này, chả quan tâm lắm đến việc là Ukraine hay Hồng Kông gì ở đây cả. Gặp ngay về thằng hacker đó. Kéo ngược máy bay. Liệu sớm đây không đưa về nhà kịp hay không? Không đưa về nhà rồi. Thế thì anh Tứ sẽ làm ulti của A và Spec. Ui ui. Đang có Runes bỏ chạy được rồi. Ulti của A và Spec. Chúng ta thấy được cái sức mạnh của ulti của A và Spec với ulti của mình nó đau đớn như thế nào. Io không kịp đưa về luôn. Io không kịp đưa về luôn. Quá đau. Và biến lợn ulti luôn. Rubik cũng đã chết ngay. Vâng, đã câu feed được thành công. Cố gắng đánh theo một bữa linh. Spec cũng chuẩn bị lên được cho mình hết rồi. Spec có lẽ là sẽ farm hết thôi.
Ở đây thì Rubik có lẽ là sẽ muốn lên gậy đẩy. Trong khi đó thì lại là một lần nữa, lần này có vẻ 10 giây nữa mới ulti của Spec cơ. Máu còn rất là nhiều, không sao cả. Magnus đã có cho mình refresh off rồi. Bật trống lao ra, Death Prophet 10 giây nữa mới có ulti. Đây là pha combat gần như không có ulti, khá nhạy cảm. 8. Vâng, bay vào. Bắt Magnus đã mở BKB lên. Magnus chuẩn bị ulti với refresh off. Chẳng Hao. Vâng, Hao chết rồi. Hao có buyback. Hao có buyback. Hao có buyback. Vâng, mở Ghost Captor một pha nhấc ra. Death Prophet ulti với Spec buyback. Vâng, chúng ta thấy được là máy bay nằm xuống nhanh như thế nào. 3 người nằm xuống, 4 người nằm xuống. Buyback đến từ máy bay, triple kill cho Hao. Buyback gần như không lỗ. Tổ chức ăn Roshan luôn. Đây sẽ là pha cướp Roshan. Chẳng hãy cho tôi pha cướp Roshan. Cướp Roshan. Bay vào, bay vào, bay vào, bay vào, bay vào. Không có rồi. Lời. Lời, buyback lời quá. Buyback triple kill quá lời. Quả buyback gần như là Hao, gần như là dụ hàng tình huống vừa rồi. Một mình Hao cần hết. Dire's bottom tower has fallen. Dire's bottom tower is under attack. Lời quá. Lại bay vào bắt hợp Vos lần nữa. Ulti quá. Vô cùng đau đầu với cái ulti này của A. Hút máu cuối sẽ không có tác dụng. Hút máu sẽ hôm. Vô cùng phế. Mỗi phát chém là IO gần như trong tình trạng gần chết. Tiếp tục bay vào một hit nữa thôi, không được rồi. DG không thành công. Hút máu cuối của máy bay gần như không có tác dụng gì khi ulti của A dù chỉ là một cái lướt qua thôi. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Không dễ dàng gì. Rất trâu và đặc biệt là có agents, chưa kể là sắp có ulti rồi. Spec, ôi Spec có ulti rồi, rồi. A à, có ulti. Còn 1000 nữa thôi sẽ có chuyện xanh. Snowball, Snowball khi không có máy bay. Pha bay ra không ulti được. Không ulti được, ulti lần 1. Vâng, nhưng lại kéo được Queen of Pain ra. Ulti rút được Skymet, ulti lần 2. Bernard nó không chết, Bernard vẫn chưa chết. Ulti, ulti không trúng ai, không quan trọng. Ulti của Death Prophet hạ xuống, đã có một pha hết chạy về. Thua trận này thì quả là buồn. Thua trận này thì quả là buồn cho Na'Vi, họ đã có một khởi đầu vô cùng xuất sắc. Sẽ là một Rex, sẽ là một Rex, sẽ là một Rex. Có lẽ là họ sẽ lùi, một Rex và họ sẽ lùi. Trong khi đó thì nên nhớ rằng là Spec 4.300 tiền cho Spec. Mù vẫn, và tốc chạy của Mù thì không cần phải bàn khi mở Faye và đặc biệt là một pha lock được Queen of Pain lên. Blink lên không chính xác của Dandy. Vâng, phải là muốn dí A chứ không phải Death Prophet. A cũng đã nằm rồi. Đặc biệt là A cũng đã mua đồ cho mình. A đã mua cho mình có vẻ như là trượng xanh rồi. Và bây giờ thì ulti của A chắc chắn là mắc thốn luôn. Illusion. Có lẽ là bây giờ thì Spec cần team rồi. Spec quá giàu. Net worth của Spec mặc dù 18.000. Wow, 18.000 nhưng anh không bị ảnh hưởng bởi cái gì. Anh mở BKB anh chả bị ảnh hưởng cái gì. Còn đâu Hervos có BKB hay bất kỳ một cái gì mà dính với ulti của A thì một cái item là phế. Cái item này gần 5.000 tiền. 5.000 tiền của người ta mà phế. 6.000 tiền thì đúng hơn, xin lỗi các bạn. 6.150 đồng. Phế. Không phải có vấn đề gì. 6.000 tiền vứt đi. 23 chữ 6 là coi như là ngang với lại Spec rồi.
Mà spec cân đôi 1-1-1 thì lợi thế quá vô cùng luôn với bộ skill. Bên phía Navi bây giờ phải stick đi chung đẩy cái lane bot này lên rồi. Dire's middle tower is under attack. Cần phải đép. Dí thì dí cũng phải đép, không đép là sẽ rách. Dire's middle tower has fallen. Liệu có hay không? Spec 4.000 tiền. Bây giờ hoàn toàn spec có thể vào này. Vào team kia ra xả hết skill ra, xong rồi spec buyback ulti lên với ulti của Aha. Thì Navi lúc đấy vỡ trận. Navi lúc đấy không biết làm sao để cản được con spec lúc đấy nữa, bởi vì hết skill rồi. Dire's top tower is under attack. Vâng, lốc. Hơi bóp. Hơi bóp, vâng, kéo, bắt. Io đưa đi đâu vậy? Io đưa đi đâu vậy? GG còn bắt này rồi. GG còn bắt này rồi. Io bắt bắt một tí đẹp của Lenny. Vâng, A đã đập xuống, Death Prophet đã đập xuống. Vẫn còn Hào, Hào đã bị đẩy ngược lại phía sau. 1-3, bây giờ là 1-4. Death Prophet buyback, Rubik đã xuất hiện ở đây nhưng không thể có được vấn đề gì khi đang bị DG đuổi theo. Rubik chắc chắn là sẽ chết rồi. Vâng, cả hai bên đều có vấn đề gì vậy? Rồi chúng ta sẽ cùng nhanh chóng xem lại pha combat vừa rồi là Io định đưa đi đâu. Vâng, Io đưa tại chỗ. Anh ấy bị giật mình. Anh ấy đưa tại chỗ. Một Io của Misa. Lại là ulti đẹp, nhưng lần này thì spec ulti ra. Không có ulti của A thì sức mạnh của spec còn hơi giảm đi chút xíu, mặc dù đó là ulti của... Không được rồi, ulti của máy bay lại bị đúng cái lốc nó nhắc lên với BKB. Ok, sao có mình bỗng dưng không có IO và ulti của A đã làm cho Hervos chắc chắn là không thể chịu được rồi. Nếu như 1-1 thì không thể cân được. Nếu như 1-1 thì không thể cân được. Spec buyback thì cũng vừa rồi nhưng cũng lại ngay lập tức có cho mình manta. Tiền spec cứ ra là giết được người như vậy thì rất là thơm. Trận đấu này khó rồi, càng càng khó. Lúc này thì buyback chỉ còn có Hervos với Magnus của Dandy thôi. Nhưng bây giờ combat khá là mệt mỏi. Tạm thời sẽ lùi. Death Prophet với việc có hot có thể là sẽ lên refresh off. Double damage. Cái land bot này nó sẽ tự đẩy, trong khi đó thì với việc mà Hervos, cái BKB của Hervos đang ngày bây giờ còn có 5 giây ấy thôi. Thì cái sức mạnh của máy bay bây giờ trong vòng 5 giây đấy mà không burst được chết team kia. Dandy cần có một pha ulti đẹp, cực đẹp luôn, ít nhất là phải 3 người.
Có bạn nào ở đây cảm thấy là chúng ta mới có TI xong và lại chuẩn bị có TI nữa không? Tự dưng mình lại nghĩ đến TI, đầu óc mình tự dưng lại nghĩ đến TI, mình cảm thấy sắp có TI đến nơi rồi. Đọc có tầm khoảng tầm 10 tháng nữa là có TI rồi. Bên phía team newbie khi mà họ đang có lợi thế một lane như này, họ rất là dễ chịu với việc smoke, bởi vì cái lane bot nó đã tự đẩy rồi. Lane mid thì có bóng của Spec lên. Vâng, bắt. Mặc dù đã mở BKB, IO lại đưa đi đâu nhỉ? Không phải một lần IO chết chắc quả này rồi nếu như mà Spec xuất hiện, không hề có. Gần chết. Spec đã ulti, sao họ không dí vào đấy nhỉ? Vâng, dù sao thì ulti của A cũng đã giết chết được IO. Dù sao thì ulti của A là quá đủ để giết chết được IO rồi. Về nhà regen không được, mất IO rồi. Ủa, né skill kiểu gì? Né skill kiểu gì? Nó đứng ở đây. Nó đứng ở đây, nó tele ra đây. Né skill kiểu gì? Né skill là tránh việc bị ulti của A hả? Nhưng mà nó vẫn đứng nguyên ở trong combat này thì né kiểu gì? Combat to đùng nó vẫn đứng yên đấy. Rồi bay vào bắt Dandy. Dandy dính ulti của A, thế thì chết chắc. Ulti của A quá ba. Trong khi đấy thì Hervos. Vâng, Hervos bị gặm máu chỉ có tụt thôi. Thôi xong. À, nó phá cái dây của Bad à? À, hóa ra là như vậy. Chứ ulti của A thì không né được. Nó chết vì ulti của A mà. Mình lại tưởng nó né ulti của A. À, hóa ra à, né ulti của Bad Rider. Ulti của Bad Rider. Hóa ra là như vậy. Nhưng mà cũng tại chỗ thì nói chung là mình thấy mấy cái pha hai lần liền làm đều fail, chứng tỏ là không có, mình thấy là không mang lại cái gì cả. IO hai lần làm như vậy, một lần ở đây, một lần ở đây, một lần ở trên top và đều chết. Wow, support chết thì không thể tránh được, nhưng mà mỗi một lần, nói chung là mình hiểu rồi, mình hiểu các bạn giải thích là mình hiểu rồi, có nghĩa là Bad Rider nó link thằng nào thì IO làm kiểu giật một phát đấy là để mất cái link ấy đi, à mất cái Bad Rider một tí đi. Thế nhưng mà lúc đấy thì Hervos sẽ phải một mình cân 3-4 thì đấy, mà Hervos mà dính ulti của A thì lại không làm được gì, không trâu hơn được. Vâng, may quá tía thì vỡ mồm. Đẩy lại ulti một lần một. Được hao rồi. Ulti của A đang bay vào. Thôi xong, lùi. Lùi, đừng có dí vào trong. Dí vào trong là đau đầu rồi. Còn Aegis, Bad Rider đã bay back. Hỏng, hỏng. Ulti hai lần rồi. Ulti hai lần rồi, vào Spec ulti ra. Ui, nó dí 17 giây ulti của A. Ui, nó dí. Ui. Lùi là cái chắc, mà lùi thì mất Rex. Dire's middle tower has fallen. Dire's middle barracks are un- Dire's mất Rex, mất Rex. Rất cố gắng rồi nhưng mà... Vâng, bây giờ thì BKB ta bắn. Tô bốc cắm thẳng đầu của Hao. Vâng, liệu kéo được Hao hay không? Ulti của họ bờ boss. 3-4 người Hao. Hao chết rồi. Cắn chi, quá cay. Bây giờ thì ulti vào của AA. Hỏng. Trong khi đó thì Vanscore vẫn bị dí. Vâng, Vanscore đấm vài đấm là đã tự chết rồi. Trong khi đó thì phản đem đã chết được IO. Ở đây thì mở BKB đấm không được rồi. Bad Rider đang cố gắng dí theo, mở Ghost Captor lên. Nhưng Hervos đang cố gắng bắn không được, một pha nhấc đến từ Rubik. Và bây giờ thì Silent, sau đó thì Hervos hút máu cuối, một hút máu cuối. Bướng, hai rách nhưng không sao. Vẫn còn dí ở đây, vẫn còn nhá ở đây. Rubik quả dí vào tự tin và bị hút máu cuối lật kèo. Nhưng mà hai rack rồi, Spec 1 phút thoải mái. Spec còn chưa lên hết nữa. Bây giờ mình không push được ra rồi.
Here's the good ammo. Sàn sang. Có một chút xíu ngáo ở đây. Hãy cho tôi một lý do vì sao mà Rubik lại lên tận đây. Hãy cho tôi một lý do nào đó. Tôi không biết đây là một tình huống. Có phải là 4 set tre hoặc là ít ra là khoảng tầm vài cái DC hook vào newbie, Navi hay không. Nhưng mà đây là một tình huống ở thời điểm 55 phút như thế này thì có lẽ là chỉ có 1-0-2 thôi. Không sao cả, 30 giây là tại thời điểm này là ok để có thể ra được. Dandy đứng ngay chờ đợi. Muốn làm pha combo kia cứ chớp chớp nháy nháy gì nhỉ? Ghét thế. Cái gì đây? Có hurt cho spec rồi, rất là khủng. Không, mình không banh gì Navi cả. Các bạn đừng nhầm, mình chả banh gì cả. Navi thì Navi, ok. Vâng, đèn đế. Muốn pha ulti ở phía sau lên. Yêu xuất hiện, ulti đẹp của hai người. Ulti xuống cả hợp vót hai người nữa. Vâng, bây giờ thì bếp đầu cũng phải chạy ra rồi. Một người nằm xuống đó là Spike. Spike, Spike đã nằm xuống rồi. Buyback ulti ngược lên, vẫn là combo đó. Thôi thì bây giờ Hervos và Dandy chắc chắn là phải chạy rồi. Ui dồi, nó chém. Ultra kill. Dandy đã làm tất cả những gì có thể. GG được gọi tất cả những gì có thể. Tất cả những gì có thể. Đó là pha ulti rất đẹp. Đó là pha combat bất ngờ. Nhưng Spec đã quá lết. Spec đã quá lết rồi. Rubik dù sao thì đấy cũng là một trận đấu hay. Chúng ta cùng đến với trận game đấu thứ hai của Newbie và Navi sau một vài phút nữa. Trận đấu vừa rồi thì phần thắng game bên phía Newbie. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và chúng ta cùng đến với game đấu thứ hai. Pew 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 pew.